Trời ơi, không tưởng tượng nổi, một đêm lang thang trên mạng, thấy được truyện đam mỹ mới Đại Dương Của Em. Vào tìm đọc phần giới thiệu về truyện, hết hồn, xin được cảm ơn tác giả Vixin. Em chỉ ghi đơn giản thôi, đây là fanfic của mình về cá voi và châu chấu sau những hụt hẫng mà fan meeting ở Thái Lan và Thượng Ấn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này. Trời ơi, sao mà Đại Dương Của Em dễ thương đến thế, nhẹ nhàng, lãng mạn. Mà nếu là tác phẩm đầu tay về đam mỹ thì quả thật em đã có một cảm nhận rất tốt cho tác phẩm đầu tay này. Xin được chia sẻ cùng toàn thể quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của anh Khoa về một truyện đam mỹ mới thật dễ thương được mang tên Đại Dương Của Em. Cùng với chương 1, Tôi Rất Nhớ Cậu. Thượng Hải, một năm sau fan meeting Thái Lan, 22 giờ, ở một quán bia nhỏ ven đường, Cảnh Du đeo tai nghe, tay cầm chai bia, im lặng ngồi một góc khuất trong quán. Đây là quán quen của Cảnh Du khi đến Thượng Hải. Một năm rồi, Cảnh Du thầm nghĩ, ngón tay thon dài, vân vê trên miệng chai. Cảnh Du lại nhớ rồi lại nhớ cái ngày Phong Tùng khóc nức nở, mong họ tốt hơn. Nhớ cái ngày ban tổ chức mang nụ cười của cậu kéo đi nơi khác, tưởng gần nhưng lại xa. Nhớ cái ngày cậu đưa mắt nhìn qua bàn bên kia, có một người cũng đưa mắt nhìn cậu. Chỉ nghĩ đến đó, khóe mắt hơi lại cay cay. Hai tay Cảnh Du đang nghe một bài hát do chính fan sáng tác. Lời bài hát như khoét sâu vào tâm can của Cảnh Du. Tôi đã nghĩ cho dù là ai cũng không chiếm được tình cảm của tôi, vậy mà lơ đãng tí, cậu là chiếm lấy trái tim của tôi rồi. Hương Nguyệt Châu, tại sao có thể hít thở cùng cậu ở một thành phố mà lại không thể gặp nhau? Tại sao một năm nay rồi cậu không hề nhắn tin hay gọi cho tôi? Tôi đã không làm diễn viên nữa rồi. Tôi chấp nhận từ bỏ, lui về sau để có thể nhìn cậu tỏa sáng. Rồi vậy sao cậu không liên lạc với tôi? Cậu không nhớ tôi sao, Châu Châu? Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Cảnh Du tựa đầu vào tấm kính mà suy nghĩ. Hôm nay Thượng Hải hơi oi bức. Hương Nguyệt Châu, gương mặt trẻ tiêu biểu được giới truyền thông ưu ái, săn đón nồng nhiệt. Sự thành công bắt đầu khi một tháng sau fan meeting Thượng Ẩn, công ty Phong Mang cho xuất bản album của Nguyệt Châu với 7 ca khúc, với ca khúc chủ đề là Trần Ai. Album vừa đưa ra chỉ một tuần đã có hơn 1 triệu lượt nghe, đứng đầu danh sách album được nghe nhiều nhất, bỏ xa vị trí số 2, một khoảng cách không tưởng. Ca khúc Trần Ai được Nguyệt Châu thường xuyên biểu diễn ở các live show, lễ trao giải lớn nhỏ. Khi được phỏng vấn tại sao lại chọn ca khúc này mà biểu diễn thường xuyên, Châu Châu chỉ nở nụ cười lạnh, cười như không cười, đáp trả, không nói cho các người biết. Sự kiện Nguyệt Châu dự hôm nay là kết thúc vào lúc 12 giờ khuya, uể oải, mệt mỏi. Châu Châu vừa cởi cà vạt, vừa lèm bèm, các người đang phá hỏng đồ sinh học của tôi chứ còn gì nữa. Cà vạt cởi ra, cậu đưa tay vuốt lại cho thẳng thớm, vướng, ngón cái của cậu vướng vào cái kẹp áo cà vạt. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào nó, là cà vạt mà Cảnh Du tặng cậu vào một dịp không có gì. Chỉ là hôm đó Cảnh Du thấy nó đẹp, cái kẹp mạ vàng, trên đó còn có những hạt pha lê li ti đen đính lên trên, rất hợp với Ngụy Châu. Châu Châu nhớ rất rõ, hôm đó là cái ngày cậu phải diễn cảnh dầm mưa, quay lại 4-5 lần, lại vào ngày mùa đông. Lạnh run cầm cặp, vừa hô, đạt, cắt. Cảnh Du cầm khăn bông trắng lau tóc, lau mặt, rồi lại lấy khăn quấn dưới quần Châu Châu. Khuôn mặt rất căng thẳng, rất lo lắng, liên tục hỏi lạnh không, lạnh không. Sau đó cả buổi chiều chẳng thấy hắn đâu, con nghĩ lại chạy đi uống rượu rồi à. Đến tối, vừa tắt điếu thuốc, vừa chui vào chăn, Cảnh Du về. Cậu giả vờ thờ ơ, nằm quấn chăn mà ngủ. Cảnh Du ngồi ở cuối giường cởi dài, mở miệng hỏi, sao không đợi tôi về ngủ chung à? Đáp lại là im lặng. Tôi giỏi, bỏ tôi đi cả chiều, cơm cũng lấy chừa cậu một hộp mà để trên bàn trà, cậu còn trách móc tôi không đợi cậu về ngủ à? Ngụy Châu nhắm mắt độc thoại nội tâm. Cảnh Du cười hà hà, xoa đầu Châu Châu trong ổ chăn. Cậu à, dậy đi à, có quà cho cậu đây. Vừa nghe có quà, Ngụy Châu bật dậy, mặt đối mặt với Cảnh Du, nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ, nhìn rất sang trọng, liếc nhìn Cảnh Du. Hey, tặng tôi cái gì đó? Ngụy Châu hỏi. Đoán đi, Cảnh Du làm mặt thần bí. Vậy hộp không thể nào là nhẫn à? Vòng tay, dây chuyền, đồng hồ,
Cậu suy nghĩ sao mà tôi lại nhịn tặng nhẫn cho cậu? Cái nhẫn trên tay cậu chưa đủ nặng hay sao? Càng nói càng sai, Cảnh Du bĩu môi, thấy hộp quà cho cậu rồi nói, tôi đi tắm, tự xem đi. Rồi xách quần áo, đi vào nhà tắm. Châu Châu từ từ mở hộp, kẹp cà vạt, đẹp, đơn giản, rất hợp sở thích của Châu Châu. Nhưng mà cậu mặc suýt 10 lần, chợt được một lần mang cà vạt, sao hắn lại cứ tặng mình chứ? Chương 2. Không thể quên. Châu Châu và Cảnh Du nói chuyện đến gần sáng, đến khi nghe tiếng gái đều đều bên kia, Châu Châu mới tắt máy. Tâm tình lúc này rất hỗn loạn, vui có, hạnh phúc có, bối rối có, lo sợ cũng có. Trầm mặc một hồi, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, QTF, 5 giờ sáng rồi, 2 tiếng nữa phải đi chụp hình cho tạp chí X, rồi phỏng vấn, họp báo, quay MV Trần Ai. Cảnh Du ơi là Cảnh Du, cậu hại tôi rồi. Vừa đay nghiến, Châu Châu vừa vào toilet để tắm táp, rửa mặt. Cậu nhìn vào gương, bỗng mắt to thế kia, quần thâm hơi mờ, nhưng sao trong mắt cậu lại có ý cười? Tại sao tất cả đêm nói chuyện với con cá ngơ ấy mà vẫn tỉnh táo, lại còn khỏe khoắn hơn, ngủ đủ giấc nữa? Hình như lâu lắm rồi, Nguyễn Châu mới thấy mình tràn trề năng lượng như vậy. Chọn một bộ vest đen quyến rũ, đeo cà vạt có kèm theo cây kẹp của Cảnh Du. Cảm giác như Cảnh Du đang bên cậu, chưa bao giờ rời xa. Cảnh Du tỉnh dậy đó quay cuồng, đêm qua lại uống nhiều rồi. Cầm điện thoại lên, mới 7 giờ. Cảnh Du tính ngủ tiếp, nhưng khát quá, phải ngồi dậy mà vào bếp lấy nước. Vừa đi vừa lên Weibo. Sau khi rời khỏi showbiz, cậu đổi nick Weibo, không lấy ảnh mình làm đại diện mà làm cả một trang toàn là mèo. Ảnh thật có, TV có, hoạt hình có. Bởi vì ngày trước, có người nào đó chụp ảnh dùng phần mềm làm con mèo rất đáng yêu, lại rất thích mèo nữa. Weibo cậu follow Ngụy Châu, vừa lúc phát live phỏng vấn chụp ảnh cho hãng thời trang X. Phóng viên, hôm nay trông khí sắc rất tốt ha. Châu Châu, vâng, hôm nay rất vui ạ. Phóng viên, tâm tình tốt vậy, chứ có tình yêu hả? Châu Châu, tôi có rất nhiều cháu rồi, đánh trong lãng. Phóng viên, sau một năm, từ ngày lãnh giải, nam thần tượng mạng được yêu thích nhất đến giờ, Châu Châu gặt hái không ít giải thưởng khác ha. Đột nhiên làm tôi nhớ đến người nhận giải cùng cậu hôm đó, hai người còn liên lạc không? Châu Châu, gần đây có hỏi thăm vài câu. Cảnh Du bực dọc, cậu có gọi cho tôi à? Cậu có hỏi thăm tôi à? Mà như là tôi quên gì đó. Cảnh Du khi say rồi thức dậy chả nhớ gì cả. Kỳ tích ở chỗ, tối qua say bí tỉ, vẫn về được nhà. Cả vội quá giỏi đi chứ. Điện thoại đến là phía câu lạc bộ Du Thuật gọi cho Du, nhắc Du tối nay phải ăn mặc thật chỉnh tề, không được mặc quần áo này nọ nữa, vì hôm nay cậu được lên chức huấn luyện viên. Vừa cúp máy, coi đến cuộc gọi đi, Du nghĩ tối qua tôi có gọi ai sao? Coi lại là số Châu Châu, số điện thoại này có đánh chết cậu cũng không quên. Còn lấy 4 số cuối làm password của Weibo. Tôi gọi cậu ta, tôi đã nói cái gì? Sáng nay cậu ấy nói vậy là tôi đã gọi cậu ta. Cảnh Du như tỉnh hết men bia trong người, giờ phút này rất tỉnh táo, rốt cuộc cũng gọi được cho cậu ấy rồi. Một năm qua, lần nào bấm số xong cũng không có can đảm gọi, lần nào soạn tin nhắn xong cũng xóa. Bao nỗi niềm chan chứa của một năm qua như vậy mà nhẹ nhàng như được giải thoát. Ngày trước, cậu chọn rời đi là vì cậu sợ khả năng kìm nén tình cảm của mình quá tệ. Lần nào cũng dùng ánh mắt chan chứa yêu thương mà nhìn Châu, Hoa Hướng Châu. Này lúc nào cũng nhìn theo cậu ấy như cá voi mắc cạn muốn về biển vậy. Với Cảnh Du, đó là cách đặc biệt dùng để quan tâm. Còn với Ngụy Châu, đó là một quả bom nổ chậm, nổ lúc nào không hay. Vì biết được điều đó, đóa hoa dại nổi tiếng sau một đêm với vai Cố Hải đã quyết định rời khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao để tìm tự do, tìm sự thoải mái và muốn dành toàn bộ trái tim này chỉ để nhìn về Châu Châu. TV Đại Hồ Nam đang phát sóng trực tiếp họp báo của Châu Châu về MV Trần Ai. Phóng viên, đã chọn được diễn viên chưa Châu Châu? Châu Châu, rồi ạ, là Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Phóng viên, đã chọn được điểm quay chưa? Châu Châu, chúng tôi sẽ quay ở Thanh Đảo và đảo Nam Á. Phóng viên, nghe đồn đã có đài truyền hình mua bản quyền phát sóng rồi sao? Châu Châu, vâng, đúng vậy, là Đại Hồ Nam. Phóng viên, tại sao trong album có nhiều bài hay như vậy lại chọn Trần Ai? Không nói cho các người biết đâu, ban phát một nụ cười tỏa sáng. Phóng viên hỏi tiếp tục, hôm nay Châu Châu mặc đồ rất chỉnh chạc à, còn tắt cà vạt nữa, kẹp cà vạt cũng rất đẹp nữa, của hãng thời trang đại diện sao? Châu Châu, không, nó là duy nhất. Có một người chăm chú xem TV trực tiếp, quên cả ăn sáng lẫn ăn trưa, khóe mắt ngưng động giọt nước, hai tay đan vào nhau, chống cằm. Ngụy Châu, một năm qua, cậu chưa quên tôi đúng không? Một năm qua, bao nhiêu kỷ niệm đều nhớ hết phải không?
Thanh Đảo không phải là nơi tôi với cậu quay MV bước chậm chậm à. Đảo Nam Á không phải là nơi tôi với cậu chơi game show, tôi bị rách quần à. Đài Hồ Nam không phải là đài truyền hình quay Happy Cam bất cứ dư luận mà phát sóng à. Đồ ngốc, tại sao cậu lại nhớ rõ như vậy? Châu Châu. Cảnh Du nức nghẹn, tình cảm cứ vậy mà dâng trào, ký ức cứ vậy mà ùa về. Cậu ấy lấy hết can đảm nhắn tin cho Châu Châu. Ba tin nhắn. Đầu tiên á, chân tôi cống cả rồi, xoa chân ngủ ấm cho tôi đi. Tin nhắn thứ hai, một năm qua tôi chưa gặp ai có mũi sexy như cậu cả. Cuối cùng, lão sư sẽ có cậu một vòng parabol tuyệt vời. Đầu đó, có một người ngồi trong ô tô xem cả ba tin nhắn, cúi đầu cười ha hả, rồi nước mắt lại rơi. Chương 3, Hàn Huyên, tâm sự. Chờ cả buổi, chẳng thấy tin nhắn hồi âm của Ngụy Châu. Cảnh Du thấy có cái gì đó rất khó chịu. Một năm nay, không liên lạc thì không kể đến. Nhưng trước đó, mỗi lần cậu nhắn tin cho Châu Châu, đều trả lời rất nhanh mà. Cảnh Du thầm nhủ chắc là bận. Rồi lại lăn lên giường mà ngủ. Cậu có một giấc mơ rất đẹp ở Thanh Đảo. Có biển, có gió, có những cối xay gió. Đặc biệt ở đó có Hứa Ngụy Châu với nụ cười ấm áp. Bất giác đang ngủ, Cảnh Du cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc nữa. Con người kia sau khi nhận được tin nhắn hết nấc rồi lại khóc. Ngày trước khi thổ lộ tình cảm cho đối phương, biết cũng không có phát rồ mà khóc cười như vậy. Ngụy Châu nghĩ có lẽ một năm qua là thử thách. Ngày hôm nay cậu có chỗ đứng rồi. Ngày hôm nay fan cậu hơn 3 triệu fan rồi. Ngày hôm nay cậu đủ dũng khí đấu tranh vì hạnh phúc của cậu rồi. Giống như Bạch Lạc Nhân vậy, đủ sức mạnh mà giành lại đoạn tình cảm đã mất rồi. Cảnh Du, hãy đợi tôi, cố gắng 2 tháng nữa thôi. MV này thành công, tôi sẽ tìm cậu, hãy đợi tôi nhé. Cảnh Du hôm nay võ phục tươm tất, có thể nói là rất soái. Từ ngày cậu chuyên tâm vô câu lạc bộ nhu thuật này thì số lượng môn sinh là nữ tăng đáng kể, học võ là phụ. Ngắm nhìn con người cao 1m87 kia, nụ cười tỏa nắng với 2 hàng răng khểnh, yêu không chịu được mới là chính. Hôm nay được lên võ sư rồi, Cảnh Du không phải đích thân dạy nữa mà chỉ giám sát. Cái con người ấy làm sao chịu nổi đây, ngứa tay ngứa chân chết được. Thế là bảo tất cả môn sinh nữ ngồi xuống, lôi từng môn sinh nam ra mà bảo là huấn luyện viên đặc biệt. Vật người này khóa tay, khóa chân, đủ kiểu đến khi người ướt mồ hôi, võ phục sọc sệt, môn sinh nam đều mệt rũ rượi mới cho nghỉ. Đang tu nước ừng ực và lau mồ hôi, điện thoại Cảnh Du có người gọi tới là Phong Tùng. Một năm qua cậu ấy chỉ liên lạc với Phong Tùng, lại không cho Phong Tùng nói chuyện đó với Ngụy Châu. Trần Ổn cũng phải giấu, phải nói là rất khó chịu. Tùng hẹn Cảnh Du ra khoa quán cà phê cậu hay ghé. Bước vào quán liền thấy ngay đại thụ, còn có một người ngồi đối diện cậu ta. Ai vậy nhỉ? Cảnh Du không nhìn rõ do cái ghế bành bự che lấp cả người đó. Đi tới bàn, liền đập vai Phong Tùng, xoay qua thấy người đó. Du thực sự rất bất ngờ, ai là chị Chu Huệ Muội? Cả ba trò chuyện rôm rã. Phong Tùng xin phép đi vệ sinh, Trương Tỷ bắt đầu lên tiếng dò xét Cảnh Du. Một năm qua em đã đi đâu vậy? Em vẫn ở Thượng Hải mà chị. Thật không? 3 tháng sau khi rời showbiz em về Bắc Kinh. Tại sao lại phải giải nghệ? Vì cậu ta. Vâng ạ. Trương Tỷ không lạ gì với tình yêu đồng giới, thậm chí rất ủng hộ nữa. Nhưng người chịu hy sinh cho tình yêu chỉ chắc trên đời này chỉ có Cảnh Du. Không gian im lặng bao trùm hai người cho đến khi Phong Tùng quay lại. Cả ba lại uống. Tùng say rồi. Tùng vỗ vai Cảnh Du, giọng nói có phần chua xót. 3 tháng sau meeting em không gặp được anh, không nghe tin gì từ anh, em rất lo cho Yuka. Lúc anh nói giải nghệ em lại không tin nữa. Sau đó anh mất biệt à? Em tìm anh, Châu Châu cũng tìm anh. Anh không cho em nói với Châu Châu anh liên lạc với em. Một năm qua Châu Châu rất khổ sở mà sống. Nào là scandal, nào là thị phi, rồi lại đi hỏi thăm, tìm kiếm anh. Yuka ca, Châu Châu rất đáng thương đó. Ai mà không biết bảo bối của cậu rất đáng thương. Người đau lòng nhất không là Cảnh Du này sao? Nhưng mà đã dặn lòng rồi, phải nhẫn nhịn, chờ đợi. Rồi thì có một ngày họ sẽ là của nhau. Phong Tùng gục trên bàn, lặp đi lặp lại câu nói ở meeting năm trước. Tôi mong anh và Cảnh Du cùng với Ngụy Châu đều là sẽ tốt. Chúng ta vừa nghe qua 3 chương 1, 2, 3 của Đại Dương Của Em và Anh Khoa. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở phần tiếp theo của truyện đọc Đại Dương Của Em, cũng sẽ được phát tiếp tục trên kênh YouTube của mình. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.